Rồi, xin được kính chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay chúng ta có một cái chủ đề liên quan tới cái cục lạnh thôi. Thì như các bạn cũng biết á, nếu chúng ta sử dụng một cái máy lạnh trong một thời gian dài ha, thì chúng ta sẽ gặp một cái hiện tượng là nó có hiện tượng là kêu kêu rè rè rè, hoặc là kêu ở cái tiếng kêu là rét rét lớn hơn ở trong cái cục lạnh trong cái phòng của chúng ta sử dụng, và đây là cái cục lạnh. Thì ngày hôm nay á, chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề là xử lý cái hiện tượng mà cục lạnh bị kêu. Thì trong cái vấn đề kêu, các bạn biết là nó có hai ba cái trường hợp, là có trường hợp kêu cái tiếng kêu như là dế nó gái vậy đó, kêu rét nhỏ 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 khi mà chúng ta sử dụng trong cái phòng kính á, phòng mà chúng ta sử dụng trong máy lạnh á, bắt đầu là nó là cái tiếng kêu đó làm chúng ta rất là khó chịu và gây cái cảm giác là hơi bị khó ngủ. Còn thí dụ trường hợp thứ hai á, thí dụ mà nó kêu cái kiểu mà như xào gió, xẹt xào xào, có lúc có lúc không, lúc có lúc không, thì đó hiện tượng đó là gọi là hiện tượng xào gió. Thì lúc đó chúng ta cần kiểm tra lại cái máy lạnh có bị dơ hay không, hoặc là cái lưới của mình đó, nó bị dơ ha quý vị các bạn ha, thì chúng ta cần xử lý nó. Rồi, vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xử lý một cái hiện tượng là cái tiếng kêu nó bị rè 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 nhỏ nhỏ như là dế gái để quý vị các bạn. Thì cái hiện tượng đó được gây ra, cái nguyên nhân đó được tạo ra bởi một cái bạc đạn, gọi là bạc đạn thao, nó nằm ở phía bên tay trái của cái cục lạnh ha. Bất kể một cái máy lạnh, cục lạnh nào nó cũng được thiết kế cái loại bạc đạn nằm bên tay trái quý vị các bạn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tháo nó ra, thì mình chỉ cho các bạn biết cái vị trí nó nằm ở đâu và cái cách xử lý cái tiếng kêu bị rè 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 giống như là dế nó gái. Đó chính là cái hiện tượng mà hai cái kim loại khi nó bị khô dầu khô mỡ nó cọ lại với nhau, nó tạo nên cái tiếng kêu đó rất là khó chịu khi mà cái người dùng sử dụng trong cái lúc mà cái phòng mà nó yên tĩnh đó, thì nghe rất là rõ ha. Thì nếu mà biết cách xử lý thì chúng ta sẽ làm cách dễ dàng thôi, cũng không có tốn tiền để mà kêu gọi anh em thầy thợ tới để mà làm. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào công việc luôn. Bây giờ mình sẽ trước tiên sẽ mở cái mặt nạ này ra ha, mở bụng ra hết, và sau đó hướng dẫn các bạn tháo cái loại bạc đạn ra và sẽ quay cho các bạn xem cái bạc đạn hình thù như thế nào và cách xử lý ra làm sao. Ok, hai quý vị các bạn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành mình làm cái công đoạn này. Đây, mình sẽ mở hai ngón dưới đây ra. Rồi khi mà thực hiện cái điều này, chúng ta cần phải chuẩn bị một cái miếng mỡ bò để chúng ta tra vô cái bạc đạn mà bị khô đó. Thì trong cái trường hợp mà bị kêu như vậy á, các bạn phân biệt giữa hai cái tiếng kêu, một cái tiếng kêu to lớn là ý là nó là cái cọ, nó có thể cọ cái quạt hoặc là cái motor quạt lâu ngày nó bị phần rô to với cái phần xa to nó bị hư rồi. Còn cái tiếng kêu mà chúng ta sắp xử lý đây á là cái tiếng kêu với người dế nó gái á, là do hai cái phần kim loại nó cọ lại nhau nhưng mà lúc nó có lúc nó không, đó là cái hiện tượng mà cái bạc đạn thao này nó bị hư, thì chúng ta sẽ xử lý nó. Bây giờ mình chuẩn bị mình mở ra, gỡ lưới ra trước, luôn bỏ ra chỗ kia rồi, chút xíu nữa chắn là xong, gỡ lưới ra luôn. Rồi mở hang này ra, và đây nè các bạn, cái bạc đạn mình nói với bạn là nằm ở trong đây, nó sẽ nằm cố định và giữ nhiệm vụ của nó, giữ vai trò chịu cái hoạt động sốc lại, nó nằm ở phía này. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra nè ha, làm thế nào để quay cho các bạn xem dễ xíu đây, hơi khó để các bạn coi, mình sẽ nâng cái này lên cái thế các bạn sẽ dễ coi hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tắt cái này ra ha, mình lưu ý nha, ở đây toàn là những cái ngàm ngàm đây nè, một ngàm mình ngàm thứ hai tắt nhẹ nó ra, mình nâng nó lên, mình sẽ nâng cho quý vị coi tắt nha ha. Cái tay chúng ta tắt thì như thế này, tắt vừa vừa thôi, đừng làm mạnh quá nó gãy, tắt như thế này thôi. Rồi để ý cái ngàm nhỏ nằm đây nè ha, mình sẽ bung nó lên, giật cái lên, giật cái lên cao để cứng nha quý vị.
gỡ cái máng này ra trước. Em gỡ cái máng ra trước. Đây, gỡ máng ra. Đây có một con ốc nữa, quên. Ở đây có một con ốc đây nè các bạn ha. Các bạn để ý nè. Đây có con ốc chỗ này. Mình gỡ cái máng ra, mở gỡ con ốc này ra. Mới được. Chúng ta sẽ mở đây. Mình mở ra ha, như thế này. Để các bạn lưu ý là cái cục này nè, cục này là cục bạch đàn, nó cũng còn mở bò nữa nhưng mà nó khô rồi. Thì các bạn xem đây nè, đây là các bạn đàn thao nha. Ở đây nó cũng còn mở bò nhưng mà nó muốn mòn rồi ha, nó cũng muốn mòn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tra miếng mở bò vô đây và sau đó chúng ta gắn lại vị trí cũ, thì cái hiện tượng này nó sẽ được khắc phục em. Bây giờ mình dùng cái mỡ bò thì các bạn cũng yên tâm đi, mỡ bò nào cũng được. Thì chúng ta ra ngoài mua cái tiếp mỡ bò nó khoảng chừng đâu mấy ngàn đồng như vậy nè. Mình chét vô, mình chét vô trong cái chỗ cái lỗ tròn tròn này ha, cái lỗ tròn tròn chỗ đây nè, mình chét nó vô cho phủ kính luôn. Nhưng mà khi gắn vô các bạn để ý cái ngàm của nó nha các bạn, chúng ta gắn phải đúng cái ngàm chứ đã gắn không đúng là nó lại bị trật bản lề. Đây mình đã gắn lại rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ gắn trở lại cái chỗ này nè, chỗ này nè. À, các bạn xem nha, chỗ này mình gắn lại cái chỗ này nó nằm tiếp giáp ở đây nè, nó nằm dính vô trong đây luôn đó. Thì chúng ta lưu ý nha, mình gắn phải đúng. Rồi bây giờ mình đưa nó lên trên này, gắn nó vô trong đây cho nó nằm, mình xây thử đặt cái vị trí nè các bạn. Lưu ý cái ngàm ở chỗ này ha, mình lưu ý chỗ này nha. Cái chỗ này nè, cái kẽ đây nè, nó nằm đúng cái vị trí kẽ dưới đây luôn, có cái kẽ nhỏ nằm đây nè các bạn ha. Thì khi chúng ta gắn vào chúng ta cũng phải làm đúng cái cách như vậy, chứ gắn mà không có đúng á rồi nó bị sẽ bị lệch, nó chạy cái quạt nó sẽ bị kêu. Thì chúng ta gắn lại như thế này, rồi mình đưa vô coi như thế nào đã. Ok chưa đã? Ok rồi đó. Rồi sau khi mà mình đã gắn xong rồi á, có nghĩa là mình gắn đúng cái vị trí này các bạn thấy không, hay cái ngàm nó có cái kẽ cái này nè đó, chúng ta phải gắn vô đúng cái khớp ở chỗ này và sau đó chúng ta lấy cái tay quay nhẹ nó đó, nó phải trơn tru như thế này thì mới được. Rồi bắt đầu mình ráp trở lại thôi. Thì cái hiện tượng này, cái cách này đứng ở cái vị trí thấp thì nó làm không sao, nhưng mà một số cái máy nó treo ở trên cao thì đòi hỏi cái người thợ phải bắt cái thang lên làm. Và đây là cái cách mở cái máy nó nhanh nhất ha, và nó gọn gàng nhất để chúng ta có thể thực hiện và giải quyết cái hiện tượng mà bị kêu. Ồ, trong này nó dơ quá trời luôn nè, trong đây quá dơ luôn nè, bụi quá trời luôn. Thì giải quyết cái hiện tượng là bị kêu do bạc đạn. Thì trong một cái máy lạnh chúng ta có hai cái vấn đề liên quan tới tiếng kêu. Thứ nhất bạc đạn thao, và thứ hai cái bạc đạn của cái quạt đằng kia ha. Trong này có cái quạt nữa nè các bạn ha. Đó, các bạn thấy trong đây có cái motor quạt nằm đây nữa nè. Trong đây có motor quạt thứ hai. Thì trong cái quạt này nó có hai cái bạc đạn nữa. Tổng cộng là có hai hướng, trái và phải đều bạc đạn hết. Có nhiều các bạn đi làm thì khắc phục trường hợp bên đây thì các bạn lại không có biết, các bạn đi xử lý cái trường hợp bên cái motor quạt bên đây thì điều đó là nó lại không có đúng rồi, nó vẫn gây ra cái hiện tượng cũ và không giải quyết được vấn đề cho khách hàng ha các bạn ha. Rồi chúng ta lưu ý, bây giờ chúng ta gắt vô, mình ráp lại y vị trí cũ ha. Đây các bạn nhẹ nhẹ tay chỗ này, mình ráp lại đúng cái vị trí cũ mới được nha quý vị, phải đúng ngay chỗ ốc dưới đây mới được. Đây mình sẽ đẩy nó vô, nó hơi khó chịu nha. Đó, nó phải vô đúng cái khớp ở chỗ này và cái lỗ đây luôn. Đây có cái lỗ thứ hai để chịu ngàm này lại nè. Đây chỗ này nha, khớp đầu tiên, khớp thứ hai, và đặc biệt là chỗ này cái con ốc nằm này phải đúng cái vị trí của nó. Và chúng ta tiếp tục quay thử lại cái, thử là coi cái quạt nó quay có ok không ha. Cái quạt á, mình lấy cái tay mình thử nè, coi cái quạt nó quay như thế nào. Đó, nó quay trơn tru, nó êm là ngon lành. Rồi bắt đầu chúng ta bắt ốc trở lại. Thì đây là cái cách đơn giản nhất mà mình chia sẻ với các bạn về cái cách mà xử lý cái hiện tượng mà bị kêu, tiếng như giống như dế kêu ở trong cái máy lạnh của mình. Rồi sau khi làm xong chúng ta sẽ gắn cái máng nước lại. Các bạn gắn đúng cái vị trí đàng hoàng nha. Nó có ngàm, tất cả này đều có ngàm hết. Đây. Các bạn lưu ý nè, gắn cái chỗ này nè, phải vô đúng cái ngàm của nó nè. Thứ hai cái lỗ ốc ở đây. Đây, phải vô đúng cái lỗ ốc này. Và đặc biệt cái ngàm ở đây cũng phải vô đúng cái ngàm luôn, để nước ở trên á, nó từ trên nó chạy xuống, nó sẽ đi theo đường kẽ này và rọt khỏi trong máng. Chứ nếu chúng ta gắn không ngay á
thì nó sẽ gây ra hiện tượng chảy nước tùm lum luôn. Rồi, coi như vậy thì chúng ta gần như là 70-80% cái công việc của mình. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gắn lại. Mình tiếp tục mình gắn cái mặt nạ nó lại nha quý vị. Gắn lại sau đó là chúng ta cho chạy bình thường thôi, là coi như nó xong rồi. Không gì đâu khó khăn. Đúng không? Bắt đầu mình sẽ ráp cái ốc dính nó lại cho cái này nó ngay ngắn đàng hoàng lại là xong. Đó, thì cái làm cái này cũng đơn giản thôi. Đối với chúng ta mà nếu mà những người mà mình ở nhà mình không biết á thì có thể là kêu thợ tới, nhưng mà lúc đó là sẽ tốn một cái chi phí ít nhất cũng là 100-200 ngàn là bèo đó nha quý vị. Tại vì cái đoạn đường người ta đi xa, người ta xử lý cho mình nữa, người ta đem mở bò mở đồ lại, người ta xử lý cái việc mà máy mình bị sự cố gì đó, giải quyết xong thì trả công vậy thôi. Thì cái này là giúp cho các bạn có thể xem và tự làm ở nhà. Thì đây là cái máy Bana, nó cũng tương đối là dễ, chứ nếu gặp mấy cái máy mà Trung Quốc á thì nó sẽ hơi khó khăn ha. Vậy chúng ta cũng lưu ý là khi mà mở những cái ngàm ra nó cực kỳ là khó nha. Nếu mà không biết cách mở, mở vô nó gãy hết giờ cái rồi. Ok, coi như là chúng ta đã hoàn thiện xong cái chủ đề là xử lý cái tiếng kêu trong cái cục lạnh. Thì các bạn lưu ý nha, trong cái vấn đề mà tiếng kêu trong cục lạnh nó gây ra là có 2-3 cái hiện tượng, mà mỗi một cái hiện tượng vậy nó đặc trưng cho một cái căn bệnh khác nhau của máy lạnh. Thì mình đã giải quyết một trong những cái hiện tượng mà chúng ta thường hay gặp sau một thời gian dài mình sử dụng. Thì cái mỡ bò của nhà sản xuất á, người ta có trét vô trong cái bàn đạn thao đó, thì khoảng chừng một thời gian ngắn sau nó bị khô. Và khi mà nó khô rồi á, thì kim loại giữa cái quạt lồng sóc, cái cốt của quạt lồng sóc nó cọ với miếng bạc thao đó, thì nó sẽ tạo nên cái tiếng kêu. Mà có những khi khách hàng nó gặp á, người ta thường hay báo là lâu lâu lại kêu rét, rồi có khi là chạy nó bị kêu liên tục. Còn có những cái trường hợp khách báo về là lâu lâu lúc thì có, lúc thì không. Thì tất cả những hai hiện tượng đó đều chung một cái vấn đề là nằm ở cái bạc đạn bi này, nằm ở cái bạc đạn lúc nãy mình có hướng dẫn các bạn. Thì chúng ta sử dụng một cái miếng mỡ bò như thế này thôi nè, mình châm vô, mình chét, mình lắp đầy cái ổ điện là ok ha quý vị các bạn ha. Thì để mà kỹ nữa thì các bạn cùng với mình tra cấp điện vô, rồi bắt đầu chúng ta lấy bấm thử là biết chắc cú nó bị không. Nhưng thường sau khi mình giải quyết như vậy á là bắt đầu là nó rất là êm ru ha, nó sẽ không còn bị bất kỳ cái hiện tượng gì. Thì đó là một trong những cái hiện tượng mà chúng ta ấy thôi. Thì bây giờ mình sẽ cấp điện vô thử cho các bạn coi luôn cho nó dễ ha. Rồi bây giờ các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau cấp điện vô. Các bạn thấy đây nguồn điện nó có rồi nè ha. Rồi bắt đầu mình cấp vô, mình sẽ bấm remote tốc độ quạt cao lên coi có bị kêu gì không ha. Bây giờ mở lên nè, mở lên rồi bấm remote. Rồi nó mở ha. Thì chúng ta sẽ để ý cái quạt lồng sóc nó quay như thế nào, nó có bị kêu gì hay không nha các bạn. Đây mình sẽ ngước cái này lên cho các bạn coi nè. Đây, chút xíu nó sẽ quay. Đang chỉnh chế độ auto. Để mình chỉnh chế độ quạt mạnh ra. Đó, và nó sẽ quay. Đó, nó quay nè quý vị. Đó, nó đang quay cực kỳ êm luôn ha quý vị ha. Nếu như chúng ta gặp phải cái trường hợp mà quạt nó bị kêu mà giống như cái tiếng dế mà lâu lâu nó kêu rét nhẹ đó, thì là chúng ta chỉ cần châm một miếng mỡ bò vô trong cái phía bên tay trái này nè ha. Vô trong cái phía bên tay trái này thì chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề của nó thôi. Cái bà đạn bi á ha quý vị các bạn ha. Quay xuống cho các bạn dễ coi. Thì coi như là chúng ta đã hoàn thiện xong. Là quạt rất là mạnh, cái quạt nó quay rất là mạnh mà nó rất là êm ái nữa. Thì theo như bản thân mình cũng có lời khuyên cho các bạn mà những ai sử dụng những cái máy lạnh của mình ở nhà, thường thường là sau 6 tháng, có nghĩa là sau khi bảo trì, cũng nhắc chừng những anh em mà thợ điện lạnh đó, họ lấy miếng mỡ bò đó, họ chét vô cái bàn đạn bi đó, thì chúng ta sẽ không có gặp cái tình trạng mà bị cái quạt nó kêu, hay là lâu lâu bị tiếng dế nó kêu. Thì đó là cái hiện tượng là vẫn thường hay gặp thôi. Nhưng mà khi mà anh em thợ tới bảo trì các bạn nên nhé, nên nhờ các anh em thợ họ chét một miếng mỡ bò vô trong bàn đạn bi thì cái hiện tượng này sẽ không còn xảy ra đâu quý vị các bạn ha. Ok, xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã dành thời gian để theo dõi cái video này ha. Thì
Hy vọng rằng cái video này sẽ mang đến kiến thức bổ ích cho các bạn bằng cái việc là xử lý cái tiếng kêu trong cái cục lạnh của cái máy lạnh của phòng mình. Thì mình hy vọng là với cái video này các bạn có thể tự xử lý cái sự cố này ở nhà được. Tại nó cũng là đơn giản thôi, chỉ là việc khó ngay chỗ lúc đầu là mình tháo mặt nạ của máy lạnh ra. Thì ở đây là nó thấp thôi. Cái máy này đây mình chế sẵn, mình lắp sẵn cái đĩa, cái mô hình như thế này để mà có thể làm video cho các bạn xem. Chứ mà thực tế thì nó phải leo thang cao, bắt một cái thang lên nữa thì mở bung cái mặt nạ ra để mà chúng ta chét vô trong cái một miếng mỡ bò vô trong cái bà đạn thì sẽ giải quyết được vấn đề này thôi. Thế thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã dành thời gian để xem cái video này. Xin hẹn gặp lại và gửi lời chào toàn thể quý vị các bạn ở video tiếp theo. Hãy nhớ like, bấm nút đăng ký và bấm nút share để ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin chào.